Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Minh Khôi Vlog. Thì hôm nay anh em Linh đổi điểm mới không anh chị? Thì cách nhà Linh cũng khoảng 10 cây số á. Chạy điểm mới cá nó có nhiều hơn là bên xứ của Linh không nha. Ở đây cũng là thuộc là huyện Tân Thạnh. Xã gì Linh không biết luôn. Kiến Bình hả? À xã Kiến Bình không anh chị? Hai vụ chỉ cho anh em luôn. À, kinh hai vụ hả? Ấp hai vụ hả? Cái nghĩa là đều bến mới hết á, là có thể là có lặn đó anh em, mà không biết cá mắm thì sao, nhưng mà nãy giờ Linh bỏ mồi thì thấy nó cũng có ụt nhiều đó. Thì lát trên kia chạy xuống ra ngoài sông lớn như chạy có hai chạy à, mà không biết là có chạy được hay không nữa, để vỏ lục bình không à. Thì con kinh nhỏ này thì nó cũng có lục bình mà nó ít đó anh em. Rồi chào cô bác anh chị cái hai anh em ơi. Rồi cả nhà luôn, tất cả mọi người luôn. Điểm này là gần nhà của Nhiên nha. Linh nhờ anh Phương Caramel giùm Linh, có gì sơ sót cô anh chị bỏ qua cho Linh nha. Chạy bằng cơm thôi mọi người ơi. Rồi giờ Linh tạm dừng đây, rồi anh em Linh chạy lên kia rồi chạy xuống. Dứt hết lóc đại đi Linh ơi. Ui, được như được nha. Ừ, hết lóc. Đầu tiên anh em ơi. Hết lóc. Cố gắng hết sức sẽ được thành công. Ủa im mà. Ở trong mé này đập đùng đùng cái. Bên đây nữa. Tạm. Được rồi, yêu cầu ngoài nó chìm mà được rồi, trong này quậy cho nó ra bớt. Ê, ủng tim ngoài đó. Phóng camera lại cái nha anh em. Đừng quá xa. Cái bến đầu tiên mà thấy gì thôi anh em ơi. Ngon rồi gì nữa. Lạnh mình nè. Trời ơi. Cơ hội là quất liền. Ê, con gì sôi tim ngoài á Linh. Ê! Sôi tim người đó. Ừ. Chưa kéo chài luôn, hồi nãy là sôi rồi đó. Phải không? Ừ. Rồi thôi, xuống vớt rồi. Rồi cái cây luôn kìa, lên kìa. Ôi có gạch. Có gạch. Kìa ngoài kia kìa, quá trời luôn kìa ngoài. Ra ngoài á. Ủa cái này mà không có một bình một cái nha. Đại đầu tiên là thấy nôn anh em. Người đâu xuống dưới kinh gần nhà còn nữa. Được rồi, được cái nổ. Chịu nổ dưới ghê. Dưới nhăn lưới nó dính chụm chụm dưới á, phải không? Sao chài không có được. Chài này thấy cũng bồn bồn rác rồi đó. Chài vậy là hên tích bổ bít này rồi đó. Ồ, công nhận chài xong cái trống ghê ha. Rồi dính cái cây gì chằng hẳn rồi anh. Rồi. Trời ơi. Chàng bẹt luôn rồi. Ôi, bổ một cây cho nó anh em ơi. Giờ sao? Cây đó không hiếp. Mò mò coi cái đầu nào im, buông cái đuôi ra đi, mò coi cái đầu nào nó im cái mình rút cái cây ra được không? Rút có đông rồi, cây bự quá. Hay rồi. Anh vợ chị lên gỡ cây ra đi, bỏ chạy xuống đi. Ủa, cá nó nhóc cá luôn. Cá nhưng mà dẹt cái cây đó kéo lên là nó chằng bẹt luôn á. Sao mà chiếc chì ra được mày vợ? Cây gì hả? Cái củi. Cái củi rút từ từ ra Linh. Hạ thấp xuống. Ủa, cá đùng đùng kìa. Hạ chị xuống, rút ra từ từ. Cây đó rút xuôi, ừ rút xuôi ra. Đang kiếm đường không ơi. Ủa nó vô đường nào trời. Nó vô nguyên chọn lũm cái chài mà. Có cá nhiều lắm, nhưng mà cái cây nó chằng bẹt vậy rồi sao. Ra hết cá nó. Đó. Cầm xuống luôn. Cầm bỏ đi. Ừ vậy đó. Gà nhóc luôn anh em ơi. Ủa sao cái chị nó nằm ở trên kìa vậy? Lộn chị chứ sao? Ôi. Cây nó chổi ra. Cây cái chổi lộn chị. Quá là cá luôn anh em ơi. Cây nó không chổi chị nữa. Cái tới là chị. Sao mà nó chổi chị ta? Cái chị tên nằm ở trên á. Nó bị chổi chị hết trơn rồi. Một con nè. Nãy ngay chỗ góc chị đó hai ba con rồi gì nữa. Mới chạy đầu tiên mà nó lụp chụp quá anh em ơi. Dắt không nổi luôn. Ủa? Cá đâu hết đi, còn mấy con hả? Ủa cá bự đâu? Còn ở đâu, còn bực ngay góc này mà. Ủa trên nó bự. Ôi dồi. Ủa cá bự đâu? Ai biết. Cây rồi nhánh già nó chổi chằng bẹt trời. Ô nó gỉ bật luôn. Quá uổng.
Tại bể mới mà hên xui gì dở trà đi chứ sao rồi mới trống được chứ. Thôi. Ồ cũng bộn cá này, chưa ít đâu. Cũng nhóc đâu nè. Quá phải cá luôn. Không có dướng cây được bình là ngon rồi. Này thua. Bây giờ anh em xem cái rồi. Bảy đây. Đó, hết hồn luôn nha cả nhà. Cá bự bự không? À. Quá im luôn. Im mới nha anh em. Rồi. Anh em lên chạy có 10 bến anh em. Rồi giờ mình bến đầu tiên rồi mình đợi bến tiếp theo nha. Đúng rồi. Để rồi. Đó, hết hồn luôn. Biết không? Quá im. Quá đã. Rồi, quá ok coi. Lụm đi. Lỡ rồi, chơi đi với ghe đu. Nó vượt ra bắt buộc mình phải ăn. Phải không? Em vàng bạc luôn rồi. Bạc chạy luôn rồi. Ôi, cá lên rồi nghe. Quá trời im luôn. Quá rồi. Đó. Rồi dính gì vậy? Lãng. bến mới ngon lắm. Bên mới ngon lắm. Rồi. Trống lỏng nữa vậy? Nguyên gốc hả? Trời ơi, nữa hả? Dọn. Ôi. Tới công chuyện đi chứ. Để từ nãy giờ nữa chứ. Để cho cá ra bớt. Cá nhiều quá kéo lên mất công. Không nổi. Thả bớt cá đi. Bỏng. Còn rớt rồi, rồi. Nước ra luôn rồi. Cũng nhiều đó anh em. Đồ biển. Mày dinh đây bự bự không thôi. Dinh con nào nó mập ú. Mày dinh đây là hết biết. Trời ơi, hai trời đó bị. Ủa, cá mày dinh. Mày dinh hết hồn luôn. Chưa thấy cá mày dinh đó anh Linh. Sao? Mày dính cũng nhỏ à. Trời ơi. Có mày dính chán luôn, hết biết. Ôi dính hết biết. Dàn mơ luôn. Rồi, lên Vũ. Mày dính nè. Quá đây. Được em mày dính khủng nha cả nhà. Rồi, ok. Rồi. Coi như đã kết thúc trại thứ hai, mình chờ trại tiếp theo cả nhà ơi. Bến mới sao anh Linh? Lặng. Bến là hai bến rồi đó. Ừ. Cảm giác sao? Có cảm thấy là nó có ngon hơn bến cũ không? Mạnh mình rồi đó. Rồi, anh em dời địa điểm vô kinh nhỏ nha. Rồi nhắc ra không được. Giờ vô cái bọc dừa luôn nha. Vô luôn, quất cái hay là rộng lẫm luôn coi. Dừa đó không biết là nó bự hay nhỏ nè. Liều luôn. Chờ đợi đi. Có đứng quá anh em ơi, vậy sao? Giờ cao rồi thấp là sao ta? Chơi luôn nha. Ừ, chơi luôn. Im. Lụm luôn hộp dừa luôn rồi đó. Lụm luôn. Ồ vậy coi chừng nó không có đụng đất rồi, nó chìm rồi kìa. Sao nó không trôi đi nè? Thì tại nó vướng gì nó không trôi. Rồi cá đâu? Cá dưới kinh đó. Rồi. Rồi. Vô đóng trà rồi anh em ơi. Nó vô đóng trà rồi. Vô đóng trà luôn rồi. Rồi cá ra hết rồi, thôi đi. Nãy tao nghiên cứu rồi, cái cây đó nó trôi dưới cái đống trà đó đó. Lặn đi. Ôi, cá gà trôi nữa rồi. Đã nói rồi mà. Cá ngoài nguyên đống luôn.
Anh dám tuyên bố là trời này em phải lội thôi, không thể nào không lội được. Ôi cái xe bự lắm anh ơi. Không, cái bãi này dò mới hướng nãy rồi lúc coi dướng dướng là thấy có cây, hồi lúc cái cây đầu tiên này. Nó trống nó bự hơn cái mền nữa chứ. Bên mới sao mà nó to lại. Ông lỗ phàng phàng không có nha. Để em giặt cái cây này lại cho anh em xem nè. Cây này không to phải rồi. À, nó dướng chà dưới đâu trôi trôi tới đó dướng rồi. Ốc chì luôn. Tới còn chuyện rồi anh em. Cây cà ná ông ơi. Đem về làm củi chụm luôn Linh. À mốt có quăng bánh này quăng dừa thôi. Sự quăng xa quá. Xa qua tới mấy chợ bên kia đốn ngã qua. Không. Đúng rồi. Ủa kìa na công dễn vậy đó hả? Ủa sao nãy không có mà ta? Hả? Nó trôi lại nhưng mà trôi lại dướng. Cái đuôi cái kìa na nó dài quá. Nói không chuyện. Nói không chuyện thiệt chứ. Cái này còn cá không anh Linh? Không. Ủa? Nguyên cây luôn mà. Ừ. Có tay rồi. Thua. Mới đố mình kia nó đặt qua. Rồi tới rồi lui vậy mà. Bên mới là gì lắm anh em ơi. Mới phải chịu thôi nha cả nhà. Bị đau. Cực một lần nè, có ăn dài dài. Coi hàng khủng nè. Bữa nay là dọn bến. Dọn bến thôi, bữa nay coi hàng khủng nè. Đó. Đó, cái chị nằm đến viện kìa. Nằm tóc rồi nó. Rồi anh không tụt xuống luôn, dướng luôn rồi. Rối người khúc đó luôn rồi. Rồi. Ủa nó dính cái gì đó thôi. Đó, lôi lên đi tính. Dắt luôn đi. Đùm túm lại nó dắt lại lên. Ôi cái bà đó. Đem đi gửi. Nó cũng chằng bạc, chằng bang này nó kép. Kép là được đâu mà. Ê. Rồi có cá kìa, có cá kìa. Vậy mà cũng nhóc luôn trời. Vậy mà có cá kìa. Vậy mà cũng có nữa. Đợi hại. Nó nói cái này có cá. Bây giờ nó những bến dưới là nó không bị sự cố nữa nha. Ê, vẫn có cá nè cả nhà. Ờ, vẫn có cá nè. Lặn lặn lội cỡ đó mà vẫn có cá nè cả nhà ơi. Này nữa này nha. Thôi, cả nhà đón xem trời tiếp theo. Anh em chờ đợi trời tiếp theo, trời này quá bão rồi, bão cây á. Tiếp tục nha cả nhà. Ôi chừng camera nó xuống sông trước. Đứng trên miếng đá lại đi, quăng xéo một chút. Không, không gì là không phải. Sáng ngày làm như có cơm thôi. Bơi lục bình ra luôn. Tình hình này chắc trời nào cũng lội hả Linh? Bên mới phải dọn chứ. Im ru hả? Ủa? Không thấy tung tích gì hết trơn à. Vậy là thua sông lớn nha anh em. Cái này nó không dướng chà rồi. Ê có nha anh em ơi. Có nha. Hai con nè. Kìa, con gì mới quả cái thù kìa. Tao phi chụp anh nữa luôn. Ôi, 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 cá nhóc luôn, trắng dài luôn.
Nhóc mà. Vậy để mà nó im ru quá, không lên tiếng. Bỏ vậy. Vậy đây mà. Không có giật miếng nào, tưởng không có cá không. Rồi rất cá, cái biển bự dữ hả? Thôi cái đồ biển. Thả nó đi, thả nó đi. Phóng xanh nó đi. Rồi nè. Cho nó xuống kinh đi. Đâu nó bật nữa ơi. Trở xuống ghe không? Vô số 1 chạy lên. Đấy. Khá rồi nha anh em. Quá ổn. Dây đêm mà. Ôi giời. Lại gần cho anh em xem ơi. Quá im. Còn con nó biển nó kìa tay. Thấy không cả nhà? Thả rồi, hai con luôn. Trắng trời luôn, cô biển còn bình bình không. Quá im, quá im. Có đâu là có khởi sắc rồi nha anh em. Có khởi sắc rồi đó. Vậy đêm rồi, em nói là không có cá hả? Ủa vậy? Thấy im ngu đó mà không giật gì tưng. Cá này nó không giật. Cô Phi nó đâu chạy đâu. Phi nó không chạy. Có tương lai không mà vô trong kinh là cá phi giống nhiều hơn ngoài sông á, mình khoái ăn cá phi hơn cá rùa biển, cá trắng này nha anh em, cá nhỏ này nước lớn mà bắt mình bắt chứ ai bắt, mình bắt không được thì cho nó sản. Nó có sinh sản tiếp nữa anh em, cá bự bự không bự anh Linh. Ừ cá bự không. Cái này mà chạy con cái này chạy nước gông nó mới nhiều. Ừ, mấy bữa nước gông cá ngoài sông vô á. Đúng rồi. Nước kém này cá vô ít. Đúng rồi. Mấy này kém quá khô. Kém quá phèn nó phèn. Phèn ở cá. Trong ruộng người ta xả ra cá nó giạt đi trơn, cay mắt đi trơn. Qua cá. Chủ yếu bữa đầu mình đi thử chài, mình khai trương thôi. Dọn bến rồi thôi. Xong rồi mấy bữa sau phải bào à. À mình biết bến luôn không? Biết ý cái bến á. Biết ý bến dọn cây cối rồi ngon. Ừ. Đó, được em cà phê. Cà phê này của anh luôn. Nó từng cái bật nữa là nó xuống mé là xong rồi. Rồi anh em chờ chờ tiếp theo cả nhà. Bỏ dép ba chân không ta? Bỏ dép đi, thời gian bỏ dép nữa cái nè. Tới rồi mình nó nổi không? Không tới đâu. À, anh Linh con ghê lắm. À. Được chưa? Trời ơi. Thầy dữ vậy. Vừa mấy, vừa mấy. Nên giật lại đó ông ơi, tôi kéo lại đó. Phải không nghe. Trời ơi. Ồ, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lấm. Ê, nó giật dữ lắm. Có cá lên rồi đó. Mà không biết là có cây không cho anh em. Bị bên mới đó. Bên mới thì mình nội giò. Trời ơi, không có cái đó là quăng rộng ngon quá rồi. Đẹp quá. Dính cây. Ủa, cái cây hơi nhỏ rồi đó. Rồi, xong luôn rồi. Cây dài lắm nha anh em. Cái cây hơi nhỏ rồi đó. Ừ, có cá kìa, cá lớn rồi, trong luôn. Vuột rồi, vuột cây chưa? Sao thấy chằng hãng rồi? Ôi, vuột rồi. Vuột rồi, lên ơi. Vuột rồi đó. Ồ, quá trời cây ở dưới luôn. Ê, bên góc này dính có cá kìa. Tại theo chị vậy tại? Tại cái cây nó ngửa ra, nó không có hiếp lại được. Rồi. Nguyên nhánh trà. Nguyên nhánh trà luôn anh em ơi. Nhóc của kìa. Ôi. Trắng hết trơn rồi. Dữ lắm rồi. Lên nguyên cái cây luôn. Lên luôn rồi. Ê, nó bung chì bên kia kìa. Trời ơi, cá mày dính con bành bành luôn mấy ông nội. Bung chì bả nội. Trời. Vậy dở lên nó không hiếp chì đó Linh ơi. Đó. Nó dính vô cái cây dưới rồi kìa. Lội xuống đi. Sao cũng lỗi, chàng nào cũng lỗi tên anh. Ôi. Cái nhánh trà quá bự. Quá trời luôn. Cá hiểm lắm á. Vụ dằn luôn nè. Ôi, cái gốc cây anh em ơi. Cá nhìn bự bự không à. Dở cái nhánh trà đó vậy luôn. Dục bờ luôn, dục gốc á. Đi
mình có chạy không? Ừ, cầm mé nó luôn đi. Ừ. Trắng chạy luôn anh em. Quá trời ơi. Này không có dính trà là. Không có dính trà là mày dính bự bự không? Ui ui. Quá im luôn. Hả? Quá im rồi, dữ lắm. Nó càng ngày càng có mùa xuân mà. Hết biết. Này. Ôi trời đó cô. Ôi quá. Mà dính gặt ghi luôn cái gì. Hết biết luôn, mà dính luôn cả nhà. Im dữ lắm à. Ôi cha này chắc dính con. Bành bành không anh Linh? Lội không. Ủa một lội không có cá ba kỳ nhiều mà dính nhiều. Dính nhiều mà anh Linh chài mà. Tới rồi đó, tới anh em ơi. Tới anh em ơi. Bó tay thiệt. Con trà nó bung cái góc đó lên, bung hỏng cái góc đó đó. Nhóc cây ở dưới á. Nhóc cây luôn. Nãy giờ cũng qua đó. Kéo nó qua được cái lớp cây đó. Nhóc luôn không? Nãy đúng ra phải lặn gà luôn cái bãi này. Có trà chừng vài chuyến mà hết à. Thì chuyến sao cũng phải lặn, chuyến này sao cũng lặn luôn trời. Trà chừng 5-6 chuyến mà quào hết lên. Chiếc nào cũng phải lặn, thay vì lặn một chiếc người bốn chiếc kia khỏi lặn, đợi chiếc nào cũng phải lặn mới chịu. Hết biết cá luôn nha. Nãy giờ càng vô trong là thấy càng yêu nữa nha. Ừ, càng ngày càng nhiều. Càng ngày thấy càng nhiều cá nha cả nhà. Cứ tình hình cấp số nhân gấp đôi vậy là cái trời cuối cùng mà sao kéo. Trời ơi. Hồi nãy chài kia chừng mười mấy con, chài này 20-30 con rồi, gấp đôi không? Cấp số nhân mà. Hết biết. Nhân cho 10 thì hơi bị mệt à. Chài mấy hút tống rồi là có bao nhiêu là vô hết à. Đến này còn cây bỏi nhiều lắm. Ừ. Quá yêu. Hả? Rùa biển. Rùa biển rồi. À, rùa biển đi. Ừ. Rồi, anh em chờ chạy tiếp theo nha cả nhà ơi. Ừ. Cá gì nè mọi người. Hết biết. Còn hết lóc đi, bến này đẹp lắm. Bung hết cỡ. Bung hơi yếu rồi đó. Giật lại ngoài, không giật lại là nó bay qua tới bển mất công lắm. Bung đại đi. Quá trời. Hôm nay con nhẹ ngon quá, con mạnh quá nó chờ ngoài kia nó bự không à? Nó bự vậy ngon. Không nghe cái gịch này anh em ơi. Như nãy nữa đó. Còn cái bánh này ngon quá sao không? Đây mềm. Cái này có mày dinh không có đâu tung. Nó trâu gì lắm tung. Mình không thấy cái tôi luôn á. Hồi nãy thấy có cái tôi ngớt này kìa chứ đó. Đó. Nó biển ba con cá. Ê ê ê, im lắm nha, dữ lắm à. Bốn con nha anh em. Lên con dữ rồi anh Linh ơi. Lên con luôn kìa nghe cả nhà ơi. Quá im. Đủ cái rồi. Ôi cây dòng rồi, quá trời luôn. Con biển quá trời luôn. Con biển bành luôn mà sao cá nhóc luôn nè. Nè, nó không chì luôn kìa. Không chì luôn rồi. Bên đó kìa. Bên đường đi đó đó. Ừ. Ừ. Ôi ôi. Quá trời cá luôn. Luôn hả? Sao nó im gu rồi cái nhánh già đó nó không có chì lên rồi đó. Nè, tới cái đuôi này luôn nè. Ừ thì đó nó teo. Quá trời trắng trời luôn cả nhà ơi, mà vậy mà im gu không gịch một miếng luôn. Bởi gì? Không có thấy gịch giết gì nó đó. Càng lên con số thế chưa? Nên nó ở dưới chì mà nó không có lên cái tùm trên luôn. Hả? Cá từ đuôi á. Thôi lỡ bắt rồi, lỡ bắt chuyến này rồi. Chuyến sau nuôi bự bự chút nha. Ăn gãi mình vài cự thức ăn nữa nha. To luôn quá. Hết biết. Vô một cái, để thức ăn rồi á hết. Rồi. Để thức ăn. Những mồi, hồi nó... Ừ nó treo mà. Thì nó treo trống lỏng đây nè, cái cây còn rú vào đuôi đây nè. Cây treo. Treo nó ra bớt cá rồi. Nó đâu có xác chì đâu. Hả? Cua biển. Quá trời cua biển rồi. Ôi cái này xác chì á, cua biển dữ lắm mà ta.
kinh này rô biển. Cái kinh này có rô biển nè. Rô biển làm sát đá mà. Kinh cửa nhà em có rô biển dữ nữa. Mình sao thả? Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ bớt quá thả bớt. Nó cũng gọi là cá chứ. Để nuôi mốt bự mình bắt. Đúng rồi. Linh mà. Ê bị mà kéo lên chài trắng hết trơn. Cây này nó chổi dưới từ chị lên chổi lên. Nè nó trống rồi thấy chưa? Trống chì luôn hồi nãy dở lên trống lỏng à. Không có hiếp được. Có cá lóc không? Không. Không, ít lắm. Lâu lâu vô được con nè. À. Rồi. Xà lan nó chạy luôn, con kinh này mà xà lan chạy là rồi luôn rồi. À gì xà lan. À. Bỏ ghẹo. Nước kém nó chạy đục, nó quận ba cái sình lên mồi rồi hư hết trơn à. Cá đi hết trơn à. Cá đi hết trơn lên sình nước đục. Rồi vậy. Sao mà sâu lắm vậy nội. Sâu rồi sâu. Sâu mà nó nhỏ không ơi. Không có sâu. Quăng nãy vậy trời. Rồi luôn, cái hẩm mà. Ghe, ghe này ghe cừ quá. Ghe con ba mà. Ghe thử rồi, đi về bỏ mấy chỗ rồi. Ghe con ba. Đây dưới còn khoảng 4 bến hay 5 bến vậy đó hả? Bến hả? Xong rồi. Không cũng đỡ đỡ Linh ơi. Đỡ đỡ không Linh xình. Không chạy từ từ đỡ đỡ. Ông mới chạy từ từ ở đây á. Ông đó mà chạy từ từ đó. Chạy trên ba nài vậy. Không có clip đó. Ừ. Chạy ghê lắm. Ừ quá trời có rô biển luôn, có chục con nè. Rô biển dữ vậy. Còn đây 400 con nữa nè. 500 con đó nè. Ừ, quá nhiều luôn anh em ơi. Vô mánh cá rô biển rồi cả nhà. Ừ. Cái này đem về chiên giòn. Nó dính cái cạnh anh em ơi. Hết biết. Mìm mà cá thấy nóng lạnh. Rô biển đâu tung. Có đợt sau là nếu đợt sau mình qua mình quăng nữa là nhiều đó. Ừ. Cây nó cũng giảm bớt rồi. Để mình cào hết cây. Ờ còn có rô biển còn có chục con nữa. Không, một chuyến hai chuyến là chưa đâu. Nó phải. Ơ ừ, con rô biển mạnh kia kìa. Kìa kìa. Nó phải vài chuyến. Con rô biển xè luôn à. Còn dính cá trên cũng lên, cũng lên, cũng lên. Nó mới chặt cái bến được. Ừ, cái rô biển dữ gì mới cha. Ôi cho anh em coi cá ngay đi. Nè. Trời trời tiếp theo. Nó cá cấp số nhân mà mỗi ngày nhân càng ngày càng nhiều mà. 2 4 6 ta ở đây là 6 con rô biển rồi đó. Hết biết luôn. Mấy con. Rồi anh em chờ đợi trời tiếp theo cả nhà ơi. Dữ lắm mát. Quá im. Bỏ đi chứ. Mạnh mình mà anh em. Chỗ này chắc cứu rồi đó. Anh Linh sẽ được bơi nhẹ, nhẹ hay mạnh gì cũng bơi hết trơn á. Tình hình cái địa điểm này là nhẹ hay mạnh gì cũng hay bơi thôi. Rồi không thấy cá lên anh em. Ê, cá vô nè. Có, ê, có lên rồi đó. Ê, đâm ngoài kia đó kìa. Ui, dính. Ui, già luôn. Ui, kìa. Giữ. Nó gịch ở dưới á. Đừng có chà đi. Ồ thấy kéo cái chì đó nó xe vô được rồi kìa. Anh em. Anh em coi anh em người ta tưới nước này kia kìa. Rồi phun. Ôi. Ê cá mà dính dữ lắm anh em, cá bự luôn mà. Mày dính trắng trắng luôn. Cái này mà, cái này lên viền rồi cá nhiều quá. Coi tấm chì. Kéo từ từ thôi, coi tấm chì hơi dướng là lỗi. Cái này dữ lắm à. Dữ à. Người ta đúng cái tầm bự quá sợ chà. Này có thể có siêu phẩm này anh Linh. Ê cái này mình chà xong rồi mình có nên chà lại cá nữa không? Mình chạy thẳng chạy ra, mình chạy mình kéo luôn rồi mình chọn. Thời gian không quá, chỗ nào tính lớn anh em. Chắc cho anh em ơi. Quá trời rồi anh em. Tấm kỹ, dữ lắm rồi. Mày dính con bánh không kìa. Bánh bánh không à. Hết hồn, trời ơi, vô rồi cả nhà ơi. Rồi, con cá này chắc ra gớt luôn. Gớt. Cá bà chảnh này gớt rồi, cái bự này nè. Gớt. Rớt chưa rớt. Coi chừng dướng cái cây mới dưới kìa. Bắt nhiều quá hết, nó còn đâu nữa mà bắt. Ôi, thấy chưa? Quá hay luôn. Quá hay anh em ơi. Anh Linh mà. Dục bao đi. Linh một like. Cái này là kêu người tay nhanh hơn não nè. Cái rô biển nhóc kìa. Cái rô biển xứ già đó anh em ơi. Ê, rớt nữa kìa. Rớt nữa anh em. Ở đâu có tấm đâu. Bị nó, cái này nó bị... Lục bình. Nhỏ tiếng sau nghe. Ồ, rớt nữa. Lục bình nó rớt lẹp luôn anh em. Rồi, đúng rồi. Quá im. Ồ, rô biển nhiều dữ ta. Ôi. Rô biển kìa. Rô biển luôn. Rồi bắt rô biển lên cái Linh. Bắt cái rô biển lên cái Linh. Dữ dội không? Nó lặn dưới. Xuống sông bây giờ. Trời ơi. Đâu tính gai này cũng đâu có cây đâu, nó nằm mé trên luôn mà. Không. Mà ngoài kia không biết, bây giờ mình quăng có đâu có tới ngoài. Ừ. Bởi vì muốn quăng ở đâu? Trong mé mà. Quăng trong mé mà.
Còn trong mé gì mà cá còn nhiều hơn á, biết sao không? Nó nhím cây. Nhím cây nó bị hở chân. Như là mình bắt được hết nhiêu. Ừ. Thằng Khánh tự chạy có bằng lá gì mấy cha. Trong đây đâu có giao thông đâu, chạy thoải mái. Vô đây mà cái đường nhỏ xíu mà nó chạy mát đít chứ. Nếu mà nó có cây đi nữa. Ôi, cá rô biển anh Linh ơi. Ai ăn cá rô biển? Anh ăn đi. Chiến sụ. Kiếm cà phê mà không có anh chứ. Đó tôi dẫn đi chạy cà phê không ơi. Được, có một con cà phê. Vô luôn. Đã là mấy cái đường kinh này là các vị dữ lắm nè. Không. Mấy đường kinh này vẫn có cà phê nhưng mà có khúc nó gom về khúc, khúc nó giận bậy nó gom những khúc à. Lúc nào có là nó nổi lên bày bày luôn vậy đó. Lát ra dàm chỗ ngã tư vô nhà em hồi em thấy cá quá thời luôn. Mà chỗ đó có tương lai có trà. Dữ lắm. Chụp đây không có nhưng mà xịt kia có. Trà vua. Lặn. Em lặn cho. Cái gà nó tên uổng lắm. Là nhướng trà. Thì lần đầu nó ra nhưng mà lần sau thì hết ra. Vậy. Trà lâu dài không phải ngày bữa đâu. Vậy thôi sáng người ta lặn ra gà hết đi. Ai mà lặn nổi vậy mới mở con mắt ra lạnh thấy bà nội luôn không chịu lặn. Bây giờ mới có tinh thần lặn nè. Nắng không? Ừ. Tăng lúc tắt hai lúc cắm lúc cái nào. Cá bự không nghe lên. Cá bự luôn, cá ngon. Thích nhưng mà cá ngon. Hay, anh em coi cái thành quả đi. Hết hồn nhìn. Bữa nay là bảo mày dinh luôn, gắt ghi cái loại này nè. Đây, bên đây sao cá bự hơn bên anh Linh? Bự hơn nhiều, cá này ngon hơn. Đây, hôm nay không ai bắt. Rồi, tạm dừng nha cả nhà, chờ tiếp theo cả nhà. Cá ục dữ lắm rồi Linh ơi. Cá ăn no, nó ra ngoài nó ục, nó chạy vô đó. Con dừa thôi nha. Đại đi, dừa gì. Quá. Không có sợ, quất đi để tới cùng kia tới. Rồi lên bờ. Rồi xong luôn có một miếng trong mé. Tôi kêu quăng đại đi, sợ cái gì. Cây gì ở trong có cây là trong mé nó cũng có nữa. Quăng trùm lên bờ luôn mới ghê chứ. Hết muốn gần nửa cái chài trên bờ rồi. Thiệt tình Linh. Thế Linh cái nhà. Đó thấy chưa? Thấy gì quăng vậy mà. Rồi nãy quăng bự nó cũng dướng cái nhánh đó vậy. Lên nè. Rồi nó tuốt nhánh rồi, không chân cái đó rồi. Tuốt. Rồi luôn rồi. Giục. Giục rồi. Con cá phi nó hay lắm. Cái cá gì vậy em ơi. Nó quăng con bờ quá rồi nó. Nó cá đi. Thấy cá ục của nó quá trời luôn người ta. Ở ngoài không chịu quăng ra. Đó. Yeah. Câu biển không ông nội ơi. Rùa biển ngon. Ô rùa biển không à? Thấy chưa? Ai kêu quăng ra ngoài không quăng. Ồ con rùa biển bạch kỳ. Nhóc cá rùa biển. Rùa biển không? Rùa biển không. Ủa trời này rùa biển không hả? Không thấy con cá trắng luôn. Kìa. Không có mì dính nào luôn á trời. Hả? Không mì dính nào luôn. Ơi, trộn rùa biển. Rùa biển không hả? Ủa sao nó không vô tổng ta? Trời ơi. Còn rùa biển không? Mấy chục con rùa biển luôn. Rùa biển không hả? Không có một con mà dinh luôn. Có một con à. Con này con bé tẹo mà. Ở đi lạc. Con rùa biển không? Ngộ của tại. Mấy con rùa biển á. Ê thiệt tình trai. Nãy quăng múc chỉ là rùa biển cả dạ. Ừ. Vậy đó mà không chịu. Bến này bến cuối nha anh em. Nhưng mà anh em ngồi chờ nãy giờ là nửa tiếng ngồi đó. Lục bình cái này rồi sao quăng lên. Quất góc ở dưới. Ừ. Bài xuống. Ừ. Quăng vô. Quậy. Ồ bánh này sâu nè, quậy dữ lên. Lặn ụt húp. Rồi xong rồi đó tình hình. Bánh này sâu dữ. Rồi lấy gì chì nó chìm lên.
kiện rồi anh em ơi. Hút đầu rồi. Ôi ôi, hụt đầu luôn. Rồi chỗ này. Chỗ này ta lấy đất cái gì mà. Rồi hụt đầu luôn rồi. Rồi kiểu này chì chắc chì không tới rồi quá. Dưới của mình quá trời luôn. Không tới rồi. Đến cuối xong rồi anh em ơi. Chì còn nổi liều phiều trên kìa. Rồi giờ này mấy chị em lăn cu quá kìa. Vô nhánh trà nè. Đổ hoài không có được tức gì đâu. Nhánh trà là nó dính dưới rồi một cái đó nha. Dính cá mập. Dưới nó khoái trà lắm đó nè. Làm như anh em lâu ngày mới gặp thôi chứ. Dính mấy cá mập. Gỡ cá bụi. Bảo đảm luôn anh em, cái trà này không có cá nào nha anh em. Một bình cỡ này đây. Cái sợ cái mé nó sâu quá, cái mé ngoài chì không chìm được á. Chìm không kịp, nó bị dướng lục bình vậy nó chìm đâu kịp. Rồi lấy lục bình ra đây anh em ơi. Được chưa được. Nó giống như cái mồng tấn mà hở nửa cái. Cái cá không có chạy bên nào chạy. Vô tư thoải mái, chạy cuối không biết. Không cho giới cứu chót rồi anh em. Giờ dự đoán chính xác coi. Cái này được mấy con là lên? 5 con. À dự đoán cái này là 2 con, 1 con 1 giá chót 1 con 1. Tình hình thấy nhõng dữ lắm rồi. Dạ vô nguyên đám một mình luôn anh em ơi. Nó chỉ coi ra mà. Ê nó bị dính cục máy dưới kìa. Cục máy dưới nó tấp đó thì sao trôi được. Bến này để kéo lên có cây không? Có cây mình xô cái cù lục bình nó ra đó lên. Là chiến sao trống à. Xô cái góc đó ra là nó không dướng lại là trống à. Không có để lục bình này đặng mốt nó kém á mình chày nó không ngon hơn. Người nước gông sao chạy? Nước gông chạy được. Thà dọn trống đi. Nước gông à. Nước đang gồng đó. Thịt khổ thiệt chứ anh em ơi cái chày này. Nãy ngon lắm anh em. Nãy nước chảy ra giờ chảy vô. Ừ. Nãy là nước lớn giờ nước gồng. Rồi luôn, thấy con chuyện nữa đây. Trà này chắc không cao. Thứ đó là một con giá vớt giá vớt. Những cây vậy? Lặn sâu à. Tràm không chứ đâu có cây. Tràm không á anh. Cái anh bên sông rồi. Nhạc làm chứ không? Thôi. Không ổng luôn rồi. Tràm trà không chứ. Vô góc cái góc vừa gió. Mà lớn rồi nè. Kéo cái góc ra lên luôn. Cái góc gió té cây chưa? Ừ nè. Đó. Ừ. Bây giờ nó chà bá rồi anh em tạm dừng đi. Gỡ cây tiếng hồ đó. Ờ vậy thôi anh em tạm dừng đi. Rồi kết quả đi anh em ơi. Rồi cầm giùm em đi. Đây cả nhà, anh em bị dướng góc rồi lặn cả buổi trời giờ anh em mới có mò được cái chài lên nè. Có cá không? Nãy mình dự đoán được con mà. Dở chứ. 4-5 con không nội. Nè, cho nên sao nè. Hết biết. Gì mà cũng hai con không ơi. Con nè. Hai con, ba con nè. Ba con. Không, chưa từng thấy ba con rồi không? Ủa thằng Linh nó đoán đúng. Được ba con. Rồi, đây. Ồ. Gỡ đi chị. Rồi. Để Linh gỡ nè em ơi. Để Linh gỡ đi. Cái là hên đó. Bởi vì dở lên vậy nè. Rồi, lát hồi về nhà mình anh em mình sẽ làm cái thành quả cho cả nhà xem nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ là anh em Linh sẽ kết thúc video nha các bác anh chị. Thì qua đây chà thử thì 10 bến. 10 bến thì 10 bến thì cũng được nhiêu cá đây nè. Ừ, cá đã không em? Cá qua đây cá ngon không à? Cá rô biển này thì nó cũng nhiều lắm đó. Đây là nước kém đó nha anh em. Nước gông qua đây chà là khỏi nói rồi. Nãy có mấy con dinh bự nằm lúc dưới đó. Đó, nó dưới đó. Thôi kệ nó, cắp đi. Ừ. Kệ nó vậy được rồi. Ừ. Quá ok rồi còn gì nữa. Ừ đúng rồi. Vừa chạy vừa vung bến mà nói chung là bến nào cũng lặn anh em. Bộ không à? Nhiều mà. Căng hoài lâu ở dưới vậy? Ê, căn Việt Nam mà. Còn dẹp vậy nè, sao mà ra số được, thấy không? Căn điện tử tôi căn cho nè. Ra hai ngón căn điện tử tôi căn à. Rồi.
9 kg. Bỏ tay. Cái cây mà cả nhà coi là cái cây mà ấy kiếm còn nhẹp về sao ra ký được. Đúng như ta mặt không ra ký được. Bỏ tay anh em thiệt chứ. Phải không cô ơi? Phải im lại mới nhìn được chứ. Phải không cô bác anh chị? Bỏ tay. Chào tất cả mọi người luôn nha. Rồi. Rồi. Nhà luôn. Rồi Linh kết thúc video đây. Hẹn cô bác anh chị lại video sau nha. Mong rằng là video sau sẽ cá nhiều hơn cái này. Nói chung là nay cũng tương đối à. Không có khủng như bên Linh rồi cô bác anh chị ơi. Rồi giờ Linh kết thúc video đây. Hẹn cô bác anh chị lại video sau. Linh cảm ơn cô bác anh chị đã xem hết video của Linh. Linh chúc cho cô chú anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Chị cá là nha. Cô ăn cái gì nè? Muốn ăn cái gì nữa rồi bác? Cô bắt hết luôn đó. Chia cá tại chỗ luôn hả? Sao? Đó đi. Nhà nó về. Nhà có Nhiên ngoài đó đó cả nhà. Nhà mệt mì ngoài kia. Nhà Nhiên lúc nãy là để Linh thâu có thấy nhà có Nhiên không nha? Thôi, để coi à. Con gì làm gì? Con canh chua. Đó, nhà đó nhà có Nhiên đó. Ha, heo anh em. Có tủ lạnh đâu mà ăn. Ngay miếng ruộng ngay vô á. Không. Nhà to đó.